chào quý vị và các bạn. Do không khí lạnh kết hợp với quá trình hội tụ gió mạnh mẽ nên từ đêm nay vùng mưa dông sẽ dịch chuyển sang cả khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Dự báo vùng núi phía Bắc sẽ có lượng mưa khá lớn, cần đề phòng với hiện tượng gió mạnh trong cơn dông và có thể kèm theo cả mưa đá. Cùng với mưa nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm, trời chuyển rét ở các tỉnh Bắc Bộ trong ngày mai 28 Tết với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến trong khoảng từ 17 đến 20 độ, về đêm và sáng giảm xuống ngưỡng 14 đến 17 độ. Từ đêm mai, thời tiết sẽ giảm mưa, sang đến ngày mùng 10 tháng 2 thì trời tạnh ráo, ban ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều lại tăng lên. Đến với khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế cũng chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc hoạt động mạnh hơn, nên trong đêm nay sẽ có mưa rào rải rác, kèm theo đó là nhiệt độ giảm dần. Đặc biệt trong ngày mùng 9 tháng 2 thì vùng mưa còn lan xuống cả khu vực Trung Trung Bộ. Một số điểm khả năng có lượng mưa lớn nên người dân cần lưu ý. Về nhiệt độ, do có mưa nên trong ngày mai tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời chuyển rét, từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế trời trở lạnh. Sang đến ngày 10 tháng 2 thì mưa giảm nhanh, trời có nắng và nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại ngưỡng từ 23 đến 26 độ, có nơi cao hơn. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa cũng chỉ lác đác xuất hiện. Tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi trong ngày mùng 9 và sáng ngày mùng 10. Tuy nhiên lượng cũng không quá nhiều và xảy ra trong thời đoạn ngắn nên nhìn chung cũng sẽ không gây trở ngại nhiều đến các hoạt động dân sinh của người dân. Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ mùa khô nên thời tiết tương đối ổn định trong thời gian tới. Chỉ lưu ý riêng với quý vị là chiều tối và đêm ngày mùng 10 sang đến ngày 11, có thể khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông trái mùa. Mưa tập trung tại khu vực ven biển, người dân khu vực này cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, trong ngày mùng 9, ngày mùng 10 có mưa rào và dông mạnh ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền khi lưu thông cần hết sức lưu ý với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông như là sấm sét và gió giật mạnh. Còn tại hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa chỉ có mưa vài nơi. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.